Xin chào các bác, cô chú anh chị. Một loạt những cây mới vào rội các bác ạ. Đây là một trong những cây mà em rất là thích. Mặc dù nó không phải là xuất sắc nhưng mà em rất là thích cái cây này. Thứ nhất là về cái dáng dấp của nó. Thứ hai là độ sâu cây của nó. Cây rất có chiều sâu, xẹo xước mịn tít chứ không phải đục đẽo gì cả các bác nhé. Rất là sâu cây. Đấy, thì mới sở hữu thôi, cây này mê từ lâu rồi. Mê từ lâu rồi. Đấy, hồi trước nó còn um tùm mà bây giờ thì bác chủ cũ bác ấy lọc đi để là để lại mấy cái tán như này. Đấy thì rất là phấn khởi và cũng cảm ơn các bác những cái clip gần đây các bác ủng hộ rất là nhiều. Như cây của em các bác cũng có những lời khen chê nhưng mà đại loại là rất nhiều các bác đã ủng hộ. Đấy. Thì tiếp tục để khoe các bác cây này. Hôm nay có phiên chợ nhưng mà em không ra được. Đấy, thì thực tế mà nói thì những cây này ở ngoài chợ thì ít lắm, chả mấy khi có. Cứ phải đi chỗ này chỗ kia. Nhiều khi những cái cây mà có tiền cũng không mua được đâu các bạn. Rất khó. Bởi vì vào tay những người mà người ta không muốn bán thì khó. Đấy. Bệ biết này, rất tự nhiên nhá. Lịm mịn tít và bệ rất là côn, rất là côn. Rất là côn. Côn bệt các bạn. Đấy, thì bây giờ lá nó cũng già rồi, em xin phép tỉa nó đi và tháo vào cái dây này bác. Em thực tế mà nói là em cũng thích bẻ bẻ cái này đâu. Cứ để sổng em sẽ cắt giật sẽ về vị trí hết được hết. Còn sau này thì giật dăm sau thì có thể lái một số chỗ bằng dây thì tính sau các bạn. Mục tiêu chính của em là khoe và chia sẻ các bác những người đam mê và kích thích những cái sự đam mê của các bác thôi. Chứ thực tế mà nói một số bác cũng hỏi giao lưu không nhưng mà thực tế là giá nó cũng rất là cao đấy các bạn. Thì bác nào thực sự kết thì alo thôi. Đó nha. Lá nào. Lá rất giòn đanh, nhìn như lá là điền hạt các bác. Rất giòn lá điền hạt. À đấy, cái cây mà Nam Điền mà u cục hôm qua mà cao tầm này trực ấy, mà qua em cắt ấy, thu ngắn cái tay ấy, thì nhiều bác quan tâm lắm. Tế nói em chia sẻ trên Facebook để cho vui rồi khoe ấy. Nhưng mà quá nhiều bác hỏi, hàng trăm lượt người hỏi, rất là một cái cây rất là giá trị, rất là gây tiếng vang ấy. Thank you.
Quê của bác, một lít cắt để cho bác ngắm sâu cái mặt của nó, các bác sẽ thấy thích. Cái sẹo này không thành vấn đề của bác nhé, mịn tiếp, sắp tới sẽ mịn tiếp rồi. Các bác sẽ ngắm tiếp bên này, con đứng yên ở đấy nhá. Con lấy gì? À con đạp xe, lấy xe đạp đi. À con. Đạp đi. Chờ đi. Dạ. Vâng. Đấy cái gì không?
Rồi. Chả có gì là làm, cứ ngồi cắt cắt này thôi. Khoe. Gây mê. Gây mê người mình xem. Đấy các bạn, chả biết nó có gây mê ở các bác không, nhưng mà nó đã rất gây mê cho em rồi. Em rất mê cái này, mê cái sự đơn giản của nó. Đơn giản mà lại sâu. Sâu cây, bệ này, bệt dính này. Bệt dính rộng. Bệ rất rộng. Cốt cán lùn. Rất hợp lý, tay cành khá ổn. Tay này thì hơi cứng một tí, nhưng mà nó không phải là vấn đề lớn, sẽ làm được. Đơn giản, chế chỗ ý đơn giản. Đấy, quan trọng là cây. Sâu cây vô cùng. Đấy, cây nhìn nó có chiều sâu đúng không? Cái này thì tả nó cũng khó. Chắc các bác nào mà chơi lâu năm thì nói thì nó dễ hiểu. Đấy. Không biết là cái tay này trước là như nào, nhưng mà chắc hình mới cắt đây. Thì sẽ bôi cho cái thứ biển sẹo. Cái tay này thì bẻ dây rồi thì kệ. Vì là nó đang có cái sẹo đây thì em không muốn tháo ra nó đậu cây nó mệt. Làm sạch sẽ cái nhìn cho nó khoe các bác, cho nó dễ nhìn. Đấy. Thích nhá. Thời gian sẽ làm cho nó trắng lên và già đi, thì già thêm nữa thì thôi rồi. Đây các bác nhé, rất sâu cây nhé, chứ không phải là đục đâu nhé. Rất sâu, rất tự nhiên nhé. Đấy. Rất sâu, rất tự nhiên. Cái đường thân này rất tự nhiên. Cái này thì chả mấy mà nó được thôi, mình tín chỗ này thôi. Mình cứ yên tâm đi. Rồi, có lẽ là gây mê như thế thôi. Để sắp tới là gây mê tiếp vào những cây khác các bác ạ. Cảm ơn các bác nhé, ủng hộ kênh nhé.